Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là thời sự ngày 8 tháng 8 năm 2024. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bị đề nghị xem xét kỷ luật do dính líu sai phạm tại Lâm Đồng. Công an Hà Tĩnh phối hợp cùng công an Lào phá đường dây lừa đảo tại Tam Giác Vàng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ bị bắt với cáo buộc đánh bạc. Ba người Việt bán thịt chó, mèo trong quán ăn không có giấy phép ở Hồng Kông. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, để nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự do có vi phạm, khuyết điểm trong vụ án, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án khu đô thị Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng và các địa phương, đơn vị có liên quan. Vào ngày 3 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và ba ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Chẩu Văn Lâm bị cho thôi chức do có sai phạm. Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán người thuộc Bộ Công an Lào cùng Cục Cảnh sát hình sự, Cục Đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Việt Nam phá được một đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt 155 người liên quan, tất cả đều là công dân Việt Nam. Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo như vừa nêu vào ngày 7 tháng 8. Cụ thể, đường dây lừa đảo xuyên biên giới vừa nêu hoạt động trên không gian mạng với chiến thuật dùng người Việt lừa người Việt. Cách thức được cho biết là người Việt trong nước bị lôi kéo dụ dỗ nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới sang khu Tam Giác Vàng ở tỉnh Bokeo, Lào làm việc với mức lương từ 18 tới 30 triệu đồng một tháng. Theo Công an Hà Tĩnh, trụ sở chính của đường dây lừa đảo được đặt tại một tòa nhà ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bokeo, Lào. Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, ông Hồ Đại Dũng và một số người khác bị bắt theo cáo buộc đánh bạc. Hồi ngày 22 tháng 6 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang nhóm người đánh bạc tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội King Club, địa chỉ ở tầng 1 khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cơ quan an ninh điều tra tiến hành khởi tố, bắt giam và khám nhà đối với ông Hồ Đại Dũng theo cáo buộc đánh bạc. Liên quan vụ này, ngày 5 tháng 8, Cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an khởi tố, bắt giam ông Ngô Ngọc Đức, nguyên bí thư Thành ủy Hòa Bình. Tổng cộng số bị bắt trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc vừa nêu được cho biết là 18 người, trong đó có 3 người Hàn Quốc. Tờ South China Morning Post trong ngày 8 tháng 8 cho biết tòa án West Kowloon hôm thứ Năm xác nhận cả 3 người gồm chủ nhà hàng Trần Quang Tân, 50 tuổi, vợ Lê Thị Oanh, 44 tuổi và người phục vụ Nguyễn Mạnh Đạt, 26 tuổi đã điều hành một quán ăn Việt Nam bất hợp pháp tại một căn hộ chung cư ở Mong Khóc. Họ bị các nhân viên thực thi pháp luật phát hiện và thu giữ tại chỗ hơn 35kg thịt chó và mèo được cho là đã buôn lậu vào Hồng Kông bằng đường thủy. Cả ba người đều đang xin quy chế tị nạn sau khi nhập cảnh trái phép vào Hồng Kông. Họ đã thừa nhận bán và tiêu thụ thịt chó mèo. Ông Tân khai với cảnh sát rằng đã điều hành một quán ăn không có giấy phép trong 3 tháng và đã quảng cáo các món ăn từ chó, mèo bằng tài khoản Facebook của vợ ông. Ông khai rằng ông đã mua thịt chó mèo từ các thủy thủ Việt Nam. Thẩm phán Lee Chi-ho đã hoãn tuyên án cho đến sau khi kết thúc phiên tòa xét xử ông Tân, dự kiến vào cuối tháng 9 năm 2024. Việc giết mổ và bán thịt chó, mèo là bất hợp pháp ở Hồng Kông kể từ năm 1950. Những người phạm tội phải đối mặt với án tù từ 6 tháng và mức phạt tối đa là 5.000 đô la Hồng Kông, khoảng 640 đô la Mỹ. Hàng trăm tấn cá các loại chết nổi trắng trên hồ sông Mây,
ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trong đợt nắng nóng dữ dội cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa qua. Một hộ nuôi cá tại đây cho biết hồ nuôi cá của ông bị thiệt hại nặng, ước vài trăm tấn cá đã chết. Hàng năm thì nó là không đến nỗi nào, tại vì nó giờ nó đang làm cái công trình thủy lợi bên đó, nó để nâng cấp cái bờ bao rồi, nên nó xả đặng nó làm cho kịp tiến độ rồi đó, nó xả lố mục tiêu nên nước xuống nhanh quá, con cá trong hồ của mình là đánh bắt không kịp nên cái sản lượng nó còn rất là nhiều, thì là nước xuống nóng quá nên nó chết, thiệt hại rất là nặng. Bây giờ thì nói chung là mình nước lượng vài trăm tấn, công nhân mình cứ là vớt xúc, cứ nổi vớt cá trôi, cá mè, cá chép, cá phi, rồi cá nàng hai, cá lát có nè, cá tra nè. Cá chết số lượng lớn, phân hủy nhanh nên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân. Hai người dân sống gần khu vực trên than thở, nhà đóng kín cửa vẫn ngửi thấy mùi hôi. Nói chung là dân cũng khó chịu thôi, cả ngày đêm ngủ không được, kiểu thối lắm, thối coi như là như một cái gì, như kiểu là con heo không chết. Nói chung từ dọc đây xuống là thổi hết vào trong làng trong xóm tuốt cái kia, hôi lắm. Cơm nước đóng cửa ra ăn đi, bị cửa nôn nao người. Nó xả đâu như khoảng cỡ 4 ngày, cạn nước hết mà. Con nó như không có mùi này, nhân là chúng ta đây ngồi mát. Ở đây, đây là khu vực sông Mây. Thế là tự nhiên nó xả hết sạch, không có nước. Mà đây là cái hồ này là ngày xưa để nuôi cho bọn trồng cây, trồng lúa. Bây giờ như vậy cái ách nước lại cái đồng ruộng chết. Cái khô chờ mùa mưa, với con nước thì chờ mùa mưa thì hắn cần gì nữa. Mất nước bây giờ như cây cối thì khô cằn hết, chết hết. Tự dưng khô nứt nẻ cái là thôi. Trời, nó qua tới đây luôn nè, vui lắm, nhức đầu luôn. Đấy là em đóng cửa kín mít hết rồi đó, mà không ngủ được. 3-4 ngày nay rồi anh, ngồi nó hồi khó chịu lắm. Tối đến là phải đóng cửa kín mít, còn ban ngày thì thôi chịu khó ngửi vậy. Thế là buổi tối là em phải nhít hết cửa luôn ấy. Ở không ở dưới là cũng phải nhít vào, mà vẫn còn mùi, nhức đầu luôn. Không chịu nổi. Nói chung thì khách đến người ta ngồi thì người ta không đậu làm sao mà có thấy có cái mùi gì, thì em mới bảo ở bên kia sông, ở trên kia cá nó chết xong rồi mấy bữa nay nó có mùi vậy ấy. Nên là họ cũng nói à vậy hả. Thì họ ngồi tí rồi họ đi luôn, người ta không dám ngồi lâu luôn ấy. Mình đây mình còn không chịu nổi với chi khách. Cả ngày cả đêm luôn anh, đâu có riêng gì tính giờ giấc gì đâu. Suốt 24/24 nhức hết đầu. Mới đầu em cứ nghĩ là con gì nó chết, con chuột nó chết hay con gì chết, đi tìm khắp nhà luôn mà chẳng thấy con gì hết, mà cứ sau cứ thấy mùi đâu ấy. Đi lễ xong rồi mấy người bảo trời ơi hồ trên kia cá nó chết đầy đó, mà em biết rồi, dạ em không biết gì luôn. Em cứ tưởng con gì nó chết, em đi tìm quanh nhà em. Hồ sông Mây nằm trên địa bàn các xã Bắc Sơn, Bình Minh, Sông Trầu và thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom. Đây là hồ chứa nước tưới tiêu cho hàng trăm hecta lúa tại hai huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Diện tích mặt nước hồ sông Mây được giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai quản lý nuôi trồng thủy sản. Truyền thông nhà nước cho biết, theo đại diện đội nuôi trồng thủy sản, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, đầu năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai thi công dự án cải tạo, sửa chữa và nạo vét hồ sông Mây. Quá trình thi công, đơn vị kiến nghị duy trì khoảng 1 triệu khối nước để lượng cá trong hồ chưa kịp khai thác sinh sống. Tuy nhiên, hạn hán kéo dài, chủ đầu tư xả nước về hạ nguồn khiến nước hồ giảm sâu làm cá chết hàng loạt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tin tức của RFA Tiếng Việt.